Năm 2024, Lào Cai phấn đấu hỗ trợ cho hơn 5.600 hộ dân làm nhà mới, cải tạo và nâng cấp nhà ở. Trong đó, các địa phương sẽ hỗ trợ xây mới hơn 3.600 nhà, còn lại là cải tạo, sửa chữa. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 200 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch, các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát những hộ thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở để có phương án hỗ trợ phù hợp. Thành lập tổ công tác, đồng hành, hỗ trợ các đối tượng được thụ hưởng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và xây dựng nhà ở, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cùng chung tay thực hiện. Cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước, các địa phương, tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực giúp hộ khó khăn thực hiện cải tạo, nâng cấp nhà ở. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 400 ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, giúp người dân an cư lạc nghiệp.